em ăn đầy đủ hết hả? Dạ, của con không ớt cho cô. Bì xíu mại. Chưa đủ em. Dạ đầy đủ. Đây mà là một ổ bánh mì đầy ắp thịt luôn nè cả nhà. Một ổ như vậy là bao nhiêu cô? 13 em. Dạ. 13 ngàn nha cả nhà mình. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ẩm thực có biển các em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một gánh bánh mì của cô này bán rất là nổi tiếng ở tại chung cư phường 2 quận 10 nha cả nhà mình. Bây giờ em sẽ qua bên đó em review cụ thể cho cả nhà mình. Cô bán giá thành rất là rẻ. Giờ này có rất là đông khách đến mua luôn nè. Chào chú. Đây, bây giờ là cô đang cắt ớt này cả nhà mình. Tí xíu em sẽ mua một ổ bánh mì ăn rồi review cho cả nhà mình nha. Đây, bánh mì. Hai ổ à? Giờ này ở đây hơi nắng. Mì của cô bán là đầy ắp thịt luôn ở nhà mình mà giá chỉ có 13 ngàn một ổ thôi nha. Cô cho hỏi bánh mì mình ở đây mình có mấy loại cô? Xíu mại, thịt chả, mì, cá mồi. Dạ. Thịt mỡ được chưa? Cô bán đắt ghê á. Đứng đây nãy giờ mà thấy khách tới mua quá trời luôn. Hành dớp thôi. Đây nè mọi người, đây là gánh bánh mì không của cô nè. Nhìn bánh hấp dẫn ghê á. Cô cho hỏi này là bánh mì mới ra lò luôn hả cô? Mới ra lò, bán như vừa hết chở tới vậy đó. Dạ. Bánh nóng không à, có nóng nguội. Dạ. Thường vậy là cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô hả? 3 giờ tới 6 giờ. Dạ, 3 giờ đến 6 giờ. Thì xin mãi lấy cà
mọi người, bây giờ là có khách tới mua nữa nè. Bây giờ mình đứng ở đây mọi người, khách tới mua rất là đông, cô bán không kịp luôn á. Nãy giờ em muốn hỏi cô vài điều nhưng mà cũng không dám hỏi, tại vì thấy cô đang bận bán quá cho nên cũng chưa dám hỏi nữa. Cô cho anh hỏi cô bán ở đây được bao lâu rồi cô? Hai mươi mấy năm. Trời ơi, hai mươi mấy năm luôn á cả nhà mình ơi. Một cái gánh bánh mì này là hai mươi mấy năm luôn nha. Cô làm cho con một ổ bì xíu mại. Em sẽ mua một ổ bánh mì bì xíu mại, em ăn review cho cả nhà mình nha. Dạ cô, cho con hỏi cô tên gì cô? Con gái. Dạ cô gái. Đây là con gái của cô ra phụ cô hả? Đầy đủ hết hả?
Dạ, của con không ớt cho cô. Bì xíu mại. Ủa như vậy là bao nhiêu cô? 13 em. Dạ 13 ngàn nha cả nhà mình. Rồi cho con hỏi tí xíu nha. Như mình bán mấy tiếng đồng hồ như vậy thì một ngày mình bán được bao nhiêu ổ cô ha? Chào cô vô. Chỉ bán hết đồ ăn là thôi à. Dạ. Đây. Hết rồi chị kêu hết, chị kêu hết đồ ăn rồi. Dạ. Mình bán chừng nào mà hết đồ ăn thì thôi. Đúng rồi. Mình bán tới 6 giờ là hết rồi. Dạ. Nếu mà đi nó quen rồi. Dạ. 6 giờ nó là hết trơn rồi. Bây giờ đó cũng hết ai ăn. Mình bán thấy quen cho nên cái khung giờ đó là nằm trong đó là nó phải cái giờ đó luôn. Là cái ta ghé mua là cái giờ đó là hết rồi. Hết khách rồi. Hết 6 giờ là hết rồi. 20 mấy năm thành ra là thành là một cái thường lệ trong cái khung giờ và thói quen. Gánh bánh mì buổi chiều của cô trở thành một cái thói quen cho những người ở xung quanh chung cư phường 2, quận 10. Nhưng mà nhìn dạ. Thôi mọi người, để con xin phép cô cho con cầm một ổn mì nha. Đây cả nhà mình. Bánh mì là giòn tan luôn nha. Thơm lắm, em mới ngửi xong thơm cả nhà. Đầy đủ em, cho hai ổ đầy đủ đi. Chú mãi cũng mắm, mãi không. Nhưng mà theo như em nhìn thấy xung quanh cái bánh bánh mì của cô á, thì cô bán rất là đông. Có thể là một buổi chiều cô bán được mấy trăm ổ luôn cả nhà. Đó mà cái gánh bánh mì này không ha, là em thấy là trên 50 ổ. Nãy giờ cô bán vơi đi rồi đó. Mà cứ hết là cô cho em chăm vô thì một buổi chiều thôi cô bán là mấy trăm ổ luôn. Nếu mà mọi người muốn thưởng thức bánh mì của cô gái á thì mọi người tới ở địa chỉ là 35 lô F Hòa Hảo, phường 2, quận 10, hoặc là mọi người tới ngay chung cư phường 2, quận 10 là sẽ gặp gánh bánh mì của cô gái ở đây nha cả nhà mình. Đây nè, em đã mua được một ổ bánh mì của cô gái rồi nè, giá mới là 13 ngàn. Tí xíu em sẽ ăn review cho cả nhà mình nha, để xem là gánh bánh mì 20 mấy năm của cô ngon như thế nào đây. Khách tới mua đông ghê á. Đây cả nhà, có thịt rồi, bây giờ là cô đang chăm thịt thêm vô nữa nè. Cô này là khách quen của gánh bánh mì cô gái nè. Cô mua xong nhưng mà cô quên lấy bánh mì, giờ cô hoành lại cô lấy. Dạ cô, tại vì con đang quay về ẩm thực á. Cô cho hỏi là cô có phải là khách quen của cô gái không cô? Dạ, cô ăn bánh mì của cô gái được bao nhiêu năm rồi cô? Mấy học mấy năm ở đây thì học trường hội kỹ đó, từng anh bận á. Dạ. Vậy con gái của cô năm nay được bao nhiêu tuổi cô? Bé lớp
9, còn bé kia lớp 12 học trường Dương. À dạ, vậy là cô ăn bánh mì của cô gái đây là cũng trên 10 năm rồi phải không cô? Đây là cô. Dạ. Đây ngon mì bì. Bánh mì của cô gái hả, là hai người bán không kịp luôn cả nhà. Nó tới mùa đông rồi luôn. Đúng là chị mình lỡ kêu không kịp luôn. Đây mọi người, đây là ổ bánh mì mà em mới mua của cô gái lúc nãy á. Em mua cái ổ bánh mì này giá là 13.000. Giờ em sẽ review cái phần thịt ở bên trong cho cả nhà mình ha. Đây là cái nhà mình. Em mua ổ bánh mì này giá là 13.000 nha cả nhà. Bánh mì này em mua là bì và xíu mại. Đây bây giờ em sẽ bổ đôi ổ bánh mì ra. Đây mọi người thấy không? Nhìn ổ bánh mì hấp dẫn ghê luôn á. Bây giờ em sẽ ăn thử xem là cái gia vị bánh mì của cô gái bán như thế nào cả nhà mình ha. Nói chung là bánh mì giòn, nước mắm cũng vừa ăn á, cái bì thì cũng thơm thơm cái phần da heo, còn xíu mại thì em chưa ăn tới, đem cắn thử thôi coi. Ngon. Một xíu mại cô làm rất là ngon cái nhà mình. Thơm lắm. Cô để ớt cho em nữa. Nhìn chung ở Sài Gòn mà bán ở một ở Sài Gòn mà cô bán một ổ bánh mì giá 13.000 mà thịt đầy luôn như vậy á, em thấy rất là hiếm chỗ nào mà bán được rẻ giống như cô luôn á. Ngon quá. Tới nhà mình ai mà ở quận 10 hay là quận 5 nữa, gần gần ở bên chỗ cô, hãy một lần thử qua mua ổ bánh mì của cô ăn nha. Rất là ngon. Ngon bình dân mà em thấy cũng vệ sinh luôn. Ngon quá. Cái ớt này của cô cả nhà cay lắm á. Nãy là cô để cho em một tí ớt thôi mà cay quá trời luôn. Em thấy lúc nãy cũng có mấy chú mua ở mì cũng giá là 15.000, 20.000. Em nghĩ là chắc mấy chú muốn ăn thịt nhiều hơn á. Nhưng mà với cái giá 13.000 một ổ này của cô là em thấy là ăn được rồi cả nhà. Ăn ngon.
bì này cả nhà. Bì cô làm nhìn hấp dẫn ghê á. Có mỡ hành nữa. Mọi người ơi, em xin kết thúc về cái review gánh bánh mì của cô gái tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Em sẽ cố gắng tìm ra được những cái điểm ăn uống ngon, bổ, rẻ, chất lượng, hợp vệ sinh. Em sẽ review tiếp cho mọi người. Mọi người nhớ cho em một cái đăng ký để ủng hộ cho em nha. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ. Bye bye. Mọi người ớt đã quét luôn. Da bánh mì rất là giòn luôn. Cái này là bánh mì đặc ruột, bánh mì ngon ghê cả nha. Bây giờ là chú mới vừa gọi đặt thêm 40 ổ bánh mì nữa nè cả nhà mình. Bánh mì của cô ở đây giá trung bình là 13.000 một ổ như cả nhà mình. Nhưng mà nếu mà mình ăn 15.000 hay 20.000 gì tùy thích thì cô vẫn bán. Cái nhà mình muốn ăn ổ bánh mì mà có thịt nhiều hơn nữa thì mình có thể ăn giá 15.000 hoặc là 20.000 tùy theo cái túi tiền của mình nha cả nhà mình. Nhưng mà giá trung bình một ổ của cô là 13.000. Lấy dưa leo không được chua. Rồi thành ngọt ớt ha. Rồi thứ hai rồi dưa ớt ha. Ừ. Cho miếng mà hành vô. Cô cho hỏi là con thấy một ổ mì của cô đầy ấp thịt như vậy á, mà cô bán giá 13.000 thì sao có lời cô? Hồi lúc trước á, hồi xong có không có lên giá bán 12.000 có lời. Bây giờ thịt nó lên quá chừng lên có 1.000, lên 13.000. Dạ con thấy em mất cái tiền lời dữ lắm luôn. Con thấy thịt heo bây giờ lên giá quá trời luôn á. Dạ, khách quen không mà. Dạ khách quen quá mà mình lên nhiều cũng ngại phải không cô? Quá cũng được. Dạ. Lên có 1.000 mà lấy lại chút đỉnh thôi. Dạ. Con thấy một ổ bánh mì của cô thịt để quá trời luôn, đầy ấp thịt luôn mà bánh mì ngon nữa. Bánh mì nóng hổi à. Vậy là lúc trước cô bán giá chỉ có 12.000 thôi cả nhà mình ơi. Không. Dạ. Không mà gì giờ thịt heo lên quá cho nên cô phải lên, nhưng mà lên chỉ có 1.000 thôi. Thì sự 1.000 cũng đâu thấm vô đâu cô ha. Đâu có thấm gì đâu. Giờ thịt có đứng lại thì cũng đỡ rồi. Dạ. Lấy bịch bỏ vô cho anh. Hai ổ lận lên kia. Mình lên tệ lắm cũng phải 2.000 qua mai mới có lời cô ha. Ở đâu ta cũng lên 2-3.000, có đây lên 1.000 thôi. 1.000 giống như lên thì được à, đúng rồi, lên cho vui chứ 1.000 đâu lại chứ. Ví dụ 1.000 đi mà 100 ổ cũng như có 100.000 à, cũng đâu đâu bù vô tiền thịt được nhiêu. Thịt mấy trăm ngàn một người, mấy trăm ngàn.
mà trong chả thôi đó, rồi lên 100 mấy rồi. Dạ, chả cũng lên mà thịt cũng lên, bì cũng lên, cái gì cũng lên quá ha. Cũng không được chua luôn đó em. Tại hầu như những gì mà cô bán ở đây toàn là liên quan tới thịt heo không? Ít ở đây không mà. Dạ. Lạ lạ cũng có nhưng mà ít lắm ở đây không mà. Giống như đã thân quen 20 mấy năm rồi cô ha. Rồi. Cho ngủ đầy đủ cho bé đi. Thôi, bé đợi chút nha bé ơi. Cái này cái nhà mình, phải là cái nhà thấy là một gánh bánh mì của cô đầy dung đúng không? Nhưng mà bây giờ là đã vơi đi rất là nhiều. Giờ trong cái gánh bánh mì này của cô còn khoảng bé chừng mười mấy ổ bánh mì không à. Cho em mổ rồi chị. Cô bán đông lắm. Này xuống nắng rồi cô dẹp dù vô cái nhà mình rồi. Cô cho hỏi nếu mà khách tới mua mà thấy bánh mì không cô ngon á, mua bánh mì không cô có bán không? Bán luôn. Dạ bán luôn, bao nhiêu ổ cô? 3.000. Ồ, 3.000 cũng rẻ. 3.000 rồi. Dạ, một ổ bánh mì không của cô là 3.000, còn bánh mì thịt này kia là 13.000 một ổ nha cả nhà. Dạ. Mình nhờ được số nhiều cô ha. Dạ. 3 ổ. Dạ chứ vậy. Ba ổ rồi.